Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Long Điền tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Căn nhà đại đoàn kết thứ nhất có diện tích 54 m2 được Hội chữ thập đỏ tỉnh trao cho hộ anh Trần Công Hiệp, ngụ tại tổ 17 ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, có chi phí xây dựng 120 triệu đồng. Các nhà thứ hai được bàn giao cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Liên, ngụ tại tổ 11 khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, với chi phí xây dựng 110 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ 80 triệu đồng một căn, số tiền còn lại do chính quyền địa phương và người thân trong mỗi gia đình đóng góp thêm. Tại lễ bàn giao nhà, Hội chữ thập đỏ tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chính quyền địa phương còn trao tặng cho mỗi gia đình một số vật dụng sinh hoạt, động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.